Hello, Tâm xin chào các anh chị và các bạn. Chúc các anh chị và các bạn một buổi chiều tràn ngập niềm yêu thương và những điều tốt đẹp. Thì hôm nay Tâm sẽ chia sẻ với các anh chị về một cái dòng sản phẩm mà kem chống nắng. Thì cũng có nhiều anh chị hỏi là Tâm ơi, sử dụng kem chống nắng như thế nào để cho nó đạt hiệu quả cao, và sử dụng cái loại sản phẩm kem chống nắng hiệu gì, của hãng nào thì nó tốt nhất. Thì hôm nay Tâm làm cái video này để chia sẻ với các anh chị cái dòng sản phẩm kem chống nắng mà Tâm đã sử dụng qua, thì nó rất là hiệu quả. Thì và nó vừa là kết hợp với dưỡng da. Thì cũng có nhiều anh chị hỏi là mình muốn kết hợp với cái kem dưỡng da và chống nắng có được hay không. Thì Tâm biết được một cái dòng sản phẩm của Siri, thì một cái dòng sản phẩm này thì mới ra thôi chứ cũng chưa có lâu. Thì trước kia thì dòng sản phẩm Siri thì chỉ có là chống nắng thôi, nhưng hôm nay tập đoàn đã cho ra một cái dòng sản phẩm, đây là cái dòng sản phẩm kem chống nắng mà xài cực kỳ là tốt luôn các bạn, tại vì nó là vừa vừa kết hợp với kem chống nắng mà vừa kết hợp với dưỡng da. Đây các bạn thấy nè, đây là cái lọ này đó, là chỉ có 800 mấy chục ngàn thôi, nhưng mà nó là xài nó rất là mịn da và không có bị nám sạm. Mà các bạn biết không, cái độ BPA là chống, cái độ BPA chống nắng nó tới là 15 cộng rồi, nó trên 15 cộng luôn các bạn. Và các bạn biết là cái chống nắng nó cực kỳ cao đó, cho nên mình sử dụng rất là an toàn. Mà khi mà mình tha vào da mình đó, thì nó không bị bớt dính, mà nó thẩm thấu hết hoàn toàn trong da mình. Nó nhìn thấy cái da mình là cái da hoàn toàn bình thường luôn á, nó không rít, không bớt, không dính gì chân luôn. Xài mà phù hợp cho tất cả các loại da luôn, không bị dị ứng gì hết. Tâm sử dụng rồi Tâm thấy nó hiệu quả vô cùng, cho nên là hôm nay Tâm mới lên Tâm chia sẻ cho các anh chị và các bạn mình biết cái dòng sản phẩm kem chống nắng này. Mà sau khi mình đã lựa chọn được một cái dòng kem hợp lý rồi á, thì nó hợp với ý mình rồi, như ý rồi, thì và cách bây giờ thì cách sử dụng nó như sau. Thì sau khi mà chọn được loại kem chống nắng thì chúng ta sử dụng kem chống nắng hiệu quả, ngay cả những khi thường xuyên sử dụng kem chống nắng mà thoa thoa không đúng cách cũng có, nó là một cái quan niệm sai lầm. Và không ít người suy nghĩ rằng khi chỉ và trời nắng mới cần thoa kem chống nắng, tuy nhiên ngay cả trời không nắng, trời râm ở trong máy lạnh, có những anh chị mà làm việc trong máy lạnh văn phòng ở mà sao vẫn bị đen, làm việc trong nhà sao vẫn bị đen. Đó đó là do cái không khí bên ngoài. Mà khi mà mặt trời nó sáng lên thì giờ chúng ta vẫn bị da đen sạm, cho nên dù ở trong nhà chúng ta vẫn phải bảo vệ da và vẫn sử dụng kem chống nắng. Và cái thời gian thoa kem nên bắt đầu từ khoảng 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều đó. Và nếu như sử dụng kem chống nắng hóa học thì trước khi ra ngoài trời 30 phút bạn phải bôi kem để kem có đủ thời gian kích hoạt và chức năng bảo vệ da. Còn nếu nếu mà bạn còn đang sử dụng các loại kem chống nắng khác khoáng thì không cần phải bôi trước như vậy, bởi chúng không có khả năng bảo vệ da sau khi thoa lên. Và tuy nhiên dù là sử dụng kem chống nắng khoáng hay là hóa học thì cứ sau khoảng 2 giờ bạn lại phải tái sử dụng lại. Có nghĩa là 2 tiếng đồng hồ thì bạn nếu mà bạn ra ngoài trời hoặc là bạn ở nhà cũng vậy, thì khi mà bạn sử dụng 2 tiếng đồng hồ thì bạn đi rửa mặt và bạn dùng cái nước tẩy trang, bạn rửa rửa lại bạn rửa nước tẩy trang, không cần rửa bằng bằng nước lạnh mà bạn rửa bằng nước tẩy trang, bạn bôi lên lại thì cái da của mình nó được bảo vệ tuyệt đối. Và có khá nhiều chị em cảm thấy bối rối khi mà vừa muốn dưỡng da lại vừa muốn dùng kem chống nắng, thì đây là cái dòng kem chống nắng mà hợp ý hợp tình với các anh chị em mà của mình đã tìm, là cái dòng sản phẩm vô cùng hiệu quả và tuyệt vời. Nó vừa là chống nắng mà nó vừa là dưỡng da ban ngày luôn. Và các bước dưỡng da thực hiện sau khi xong xuôi thì hãy thoa kem chống nắng lên nhé. Và tuy nhiên nếu mà trang điểm không đúng cách thì cũng có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quả bảo vệ da của kem chống nắng. Vì vậy để kem chống nắng phát huy được tối ưu, các bạn hãy chọn loại kem nền và phấn phủ có khả năng chống nắng với tỷ số là từ 15 đến 25. Sau đó thoa kem chống nắng lên rồi rồi chờ khoảng 3 đến 5 phút mới tán lớp kem nền. Đó.
Có nhiều anh chị hỏi là khi mà mình sử dụng mỹ phẩm á, mình trang điểm trước hay là mình sử dụng kem chống nắng trước, thì các bạn nên là sử dụng kem chống nắng trước để mình bảo vệ da, sau đó là mình mới sử dụng kem nền, phấn nền. Đó, như vậy thì nó sẽ được bảo vệ da của chúng ta. Và nên thoa kem dưỡng trắng da lên khi còn hơi ẩm rồi vỗ nhẹ các dưỡng chất thẩm thấu vào da. Bên cạnh đó hãy thủ sẵn một chai xịt khoáng nếu không muốn da bị nám sạm. Và kem chống nắng thì nãy Tâm có trả lời với các anh chị rồi, các anh chị hỏi là kem chống nắng dùng hãng nào tốt, thì Tâm đã sử dụng những cái dòng sản phẩm khác rồi. Tâm đã bị nám, Tâm là một cái người mà kinh doanh là buôn bán ngoài trời và dân nắng suốt đó các bạn. Tâm không có được ngồi trong mát đâu, nhưng mà những năm tháng trước đó thì Tâm sử dụng những cái dòng sản phẩm này là của Thái, của Hàn đó, Tâm bị nám, nám rất nhiều luôn. Mà sau khi Tâm tìm được cái dòng sản phẩm của Siri này đó, vậy các bạn thấy chưa, da của Tâm là nó cải thiện hoàn toàn, không có còn nám nữa. Mà cái mặt này là xịt kem chống nắng, xài kem chống nắng từ sáng tới giờ luôn, từ sáng tới giờ luôn nè. Đó, các bạn thấy chưa, nó vẫn còn mịn màng đó, mà không có bị khô nhăn, xài xài rất là thích các bạn. Mà nó có mùi thơm dịu nhẹ, mình đã trải nghiệm qua những cái dòng sản phẩm kem chống nắng của Siri mà hồi mấy tháng trước đó, lúc mà cái dòng này chưa ra nè. Tâm sử dụng rồi nó cũng thơm, cũng dễ chịu, nhưng mà cái độ chống nắng nó lại thấp quá, với nó không có mà cái bảo vệ da, nó không có dưỡng da, mình phải dùng cái sản phẩm dưỡng da lại thêm nữa thì nó mất công. Còn đây là tập đoàn đã, các nhà khoa học đã phối hợp hai thứ vào, chúng ta xài rất là tiện lợi đó. Cho nên là các bạn, nếu bạn nào mà muốn muốn tìm hiểu về cái dòng sản phẩm này hay là muốn mua về sử dụng thì hãy liên hệ với Tâm, Tâm hướng dẫn cho cách để mua hàng tận gốc nhà sản xuất, không có phải mua trúng cái hàng giả hàng nhái mà xài để hư da. Tại vì giờ chị em phụ nữ chúng ta làm đẹp rất là nhiều, ai cũng muốn mình đi ra ngoài có gương mặt sáng ngời, rạng rạng ngời, đẹp tươi trẻ và có một làn da mịn màng. Thì các chị em cũng rất là lo sợ là sử dụng phải những cái hàng giả thì nó hư cái da đi, nhưng mà các anh chị yên tâm, Tâm đã trải nghiệm rồi và Tâm sử dụng cái dòng sản phẩm này rất là tuyệt vời, không có bị kích ứng da, nó phù hợp cho tất cả các loại da luôn các bạn. Nhiều người thì nói là tám trăm mấy thì nó mắc, nhưng mà Tâm nghĩ là nó rất là xứng đáng với cái đồng tiền của chúng ta bỏ ra, và chúng ta xài rất là lâu, rồi khi mà chúng ta sử dụng nó mịn màng, những cái da mịn màng, nhìn không có bị bớt dính mà không bóng bóng da như những cái dòng sản phẩm khác đó. Thì đó là cái phần mà giới thiệu cái dòng sản phẩm kem chống nắng dưỡng da của Tâm. Nếu các bạn thấy cái video này hay và hữu ích đó, thì các bạn hãy bấm nút đăng ký và chia sẻ cho những người thân mình biết, để những người thân người nhà mình biết được và sử dụng được cái dòng sản phẩm sản xuất từ nước Nga. Đó là một cái đất nước mà có mùa đông lạnh âm 70 độ C, và mùa hè thì nhiệt độ nó nóng lên tới 40 độ C. Đó, các bạn thấy đó, nó sản xuất từ cái vùng nguyên liệu thiên nhiên, thì nó cho ra một cái dòng sản phẩm thảo dược mà cực kỳ là hiệu quả đó. Mà cái dược tính nó mạnh thì mình xài nó hiệu quả, mà người ta hoàn toàn không có hóa chất nữa bạn. Cái này là hoàn toàn không có hóa chất, người ta chỉ làm từ thảo dược thiên nhiên thôi, cho nên khi mà chúng ta sử dụng không hề bị kích ứng da. Mà anh này nó còn chữa trị mụn nữa đó. Nhưng mà cái da chúng ta bị mụn á, thì nó có một cái liệu trình mà để mà đào thải độc tố ở trong trong cái cơ thể chúng ta ra, thì chúng ta sẽ hết mụn. Còn những ai mà gương mặt mà có mụn ít ít á, thì có thể dùng cái sản phẩm này nó cũng là hết. Còn những người nào mà mụn nhiều, mụn đầy dày, cỡ nào mặt rỗ cỡ nào luôn, là sử dụng cái dòng sản phẩm của Siri thì nó phải là nguyên một bộ, nhưng mà nó hiệu quả cực kỳ luôn các bạn. Đấy, nó đào thải độc tố ra và nó chờ một cái quá trình hình thành, nó tái tạo được cái tế bào mới, thì nó cho ra một cái làn da mịn màng tự nhiên từ bên trong, xinh đẹp từ bên trong. À, thôi bye bye, chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc, mà hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo.